Quay trở lại với chuỗi series chuyên review xe đạp đua thì ngày hôm nay em xin phép được mang đến cho anh chị một mẫu xe đạp đua mà có độ bền cao, trọng lượng thì tối ưu, nhẹ nhàng, khả năng vận hành thì mạnh mẽ, chắc chắn là tạo lên một cảm giác thoải mái trong mọi cung đường. Sava EX7 mang cho mình cấu hình chỉ có ở những chiếc xe đua tầm giá 30 triệu mà Sava EX7 sẽ làm cho khách hàng ngỡ ngàng đến bật ngửa khi em nó sở hữu mức giá chỉ có 19.500.000 đồng. Và không để anh chị chờ lâu nữa thì xin mời anh chị hãy cùng em khám phá thêm chi tiết về em xe này nhé. Sự kết hợp khéo léo giữa khung nhôm và càm bằng sợi carbon, Sava EX7 đem lại sự linh hoạt và tăng tốc đáng kinh ngạc cho người lái. Mang cho mình tem UCI chuẩn quốc tế và cấu trúc khí động học được tích hợp trong thiết kế xe. Dây cáp âm được ẩn kỹ lưỡng bên trong khung không chỉ giúp chiếc xe trở nên tinh tế mà còn giảm thiểu đáng kể sức cản từ không khí. Kết quả của sự kết hợp này là mang đến cho người sử dụng cảm giác chiếc xe có tốc độ cao hơn, mượt mà hơn mà không cần phải đối mặt với thử thách của môi trường bên ngoài. Được trang bị bộ chuyển động Shimano 105R7120 với 24 tốc độ, Sava EX7 mang lại khả năng thích ứng tốt với từng địa hình. Cùng với đó, phanh đĩa thủy lực Shimano 105R7170 cung cấp sức mạnh dừng xe đáng tin cậy, cho phép người dùng dừng xe một cách mạnh mẽ và chính xác dù trong điều kiện thời tiết như thế nào. Tính năng độc đáo như cọc yên hình giọt nước không chỉ tối ưu hóa khả năng khí động học mà còn được tích hợp đèn giúp tăng cường sự an toàn cho người lái. Với mức giá còn chưa cả đến 20 triệu đồng mà em xe Sava EX7 này sở hữu cho mình cấu hình của những chiếc xe đạp đua cao cấp, anh chị còn ngại gì mà không nhanh tay để mua em nó về thôi, đúng không ạ? Và nếu anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết của em xe này thì đừng ngại để lại comment dưới bài viết hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em. Và hơn nữa nha, bên em còn ship hàng toàn quốc, anh chị sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và bây giờ thì hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại!